Thời gian vừa qua, tình hình cháy nổ trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Liên tục những vụ cháy nhà dân xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Thực tế này cho thấy công tác phòng ngừa cháy nổ, trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy tại các khu và cụm dân cư là hết sức cần thiết, góp phần làm tốt công tác 4 tại chỗ. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã được triển khai tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Hai mô hình này sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Phóng viên thời sự có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là một trong những hộ gia đình đầu tiên được lắp đặt hệ thống chuông báo cháy, ông Lâm Văn Đê, chủ một khách sạn trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, thành phố Đà Lạt, đánh giá cao hiệu quả mang lại từ mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Khi công an phường có ý kiến, có cái tổ chức là chúng tôi là nhất trí đấy, hoàn toàn và ủng hộ hoàn toàn và làm theo cái mô hình này thì có rất lợi cho mọi nhà và xung quanh khu phố. Nghĩa là một nhà có vấn đề gì thì coi như là bấm chuông là đều hỗ trợ nhau được hết. Hay như trong tình huống này, khi phát hiện đám cháy từ một nhà dân, việc huy động lực lượng tại chỗ với các trang thiết bị chữa cháy đã được trang bị từ trước là hết sức kịp thời. Qua đó nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Rất là tốt, và có cái việc gì phòng cháy chữa cháy mà có cái gì đó thì mình báo động được, mình hàng xóm với nhau, mình nương đỡ tương trợ với nhau là cái điều rất là tốt, người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Từ tháng 8 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của các ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh, từ 5 đến 10 hộ gia đình liền kề nhau đã thành lập các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Việc triển khai xây dựng điểm các mô hình đã tạo hiệu ứng tích cực, huy động được sự tham gia của người dân, phát huy tính chủ động, tương trợ, đoàn kết giữa các gia đình khi xảy ra cháy nổ. Triển khai cho các lực lượng sẽ hỗ trợ một cách là tốt nhất và đảm bảo các cái điều kiện cho người dân. Chúng tôi sẽ phối hợp với lại các cái ngành chuyên môn như công an phòng cháy chữa cháy về tập huấn cho nhân dân và đặc biệt là các cái hộ kinh doanh để người ta nắm rõ được kiến thức này. Đối với lại cái việc xây dựng như vậy thì mục đích chính là để đảm bảo cho cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn khu dân cư của các tổ mà cái phương tiện khi mà thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy là khó khăn trong cái việc là ra vào để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, bởi vì là cái mặt đường hiện nay là tương đối là nhỏ nên là cái xe cộ đi lại là khó khăn. Thì do đó nếu mà chúng ta xây dựng được cái phương án này mà hiệu quả thì chắc chắn rằng là cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn ở khu dân cư và trong các tổ dân phố sẽ đảm bảo và nó sẽ hiệu quả. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản. Mỗi hộ sẽ tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy để kết nối liên thông. Để khi có sự cố tại một nhà thì tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người và chữa cháy. Còn mô hình điểm chữa cháy công cộng áp dụng tại các hẻm sâu, tập trung nhiều nhà, xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Tại các điểm có chứa phương tiện chữa cháy, cứu nạn như bình chữa cháy xách tay, kìm, búa phá khóa. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành 51 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 46 điểm chữa cháy công cộng tại các địa phương. Bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy. Sau khi lắp đặt xong các điểm chữa cháy công cộng và các cái mô hình tổ liên gia thì chúng tôi cho cán bộ xuống tận từng nhà dân để hướng dẫn cách sử dụng các cái chuông báo cháy khi có tình huống cháy nổ, và ở các điểm chữa cháy công cộng thì chúng tôi cho cán bộ hướng dẫn khả năng cái việc xịt bình và sử dụng các cái công cụ phá dỡ khi có tai nạn sự cố xảy ra, đồng thời là cũng tuyên truyền cho người dân là tải app 114 để kết nối với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc thành lập những tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng là điều hết sức cần thiết. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của luật phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền vận động nhân dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về phòng cháy chữa cháy tại gia đình, xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.